á, bữa nay lâu quá mấy ngày nay không có làm clip, mưa gió quá với gà ở vườn nó bệnh hoạn luôn, cái thuốc gà cũng cho lắm hết, cái lại quay không có không, gà dịch lông danh á, không có không làm clip. Hôm nay mình làm clip cho anh em nha, cho anh em tham khảo rồi câu chơi với những theo dõi clip rồi quan tâm theo dõi clip. Mình cũng ra là cần thiết là bạn không có không làm clip, cũng có nhiều anh em hỏi tới điện vô máy mình hỏi gà đá cựa sao, đá cựa bị cựa gì làm sao, làm sao đó là gà bị tan á, gà đá xong thì làm gì không biết cách, thằng gà nó chết lum trên á đó. Thì mình nói cho anh em nghe luôn cái clip này nè, là nói như vậy, con gà bất cứ con gà nào anh em cứ đá gì á, thường thường thấy gà mệt cái bắt gà vỗ hang, đem về cái vỗ hang rồi làm rất là, nói chung là làm từ lúc con gà giặt con gà rất là nhiều, mình thấy đa số. Còn gà mình nó đá về mở bên này không cho uống giọt nước, không vỗ hang luôn, không làm gì hết luôn, để tự nhiên. Nếu mà anh em để tự nhiên con gà nó chết anh em như chửi mình, không có ngạt đào, không bị bọng gì đâu, mình cũng sợ cũng thiệt. Con gà bị cựa vậy mình tính biết nó bị tức cựa bọng gì đó mình đâu biết đâu, anh em ổng mà vỗ hang rồi làm lum la cái gà nó giặt, con gà nó bị phì nữa. Bữa nào mình nói về cái vấn đề phì, mình làm cái trực tiếp về cái mà mẫu phì anh em luôn. Thường mẫu phì á, thường người ta mẫu người ta giấu kín lắm, người ta mẫu đòi ngay cách eo mà không biết mẫu thiệt. Trời ơi, thế nào bí quyết của người ta ai rồi mà chỉ anh em ơi thiệt. Cái cách nuôi gà này còn chưa chỉ nữa, nó cứ mấy thằng nuôi chơi gà nè, mình lại hỏi chơi thôi, gà bệnh chích thuốc gì thuốc gì, trời ơi còn giấu mình nữa chứ. Thiệt, mình không quan tâm chuyện đó. Nói thiệt chứ bất cứ ai cũng hiểm nhìn, không ai không ai như ai đâu. Người này người kia nó khác nhau chứ không phải là ai cũng muốn người chia sẻ cái gì hay của người ta giấu người ta, là chỉ anh em làm gì chỉ anh em, nó biết anh em đá người ta gì anh em làm gà. Có mình lúc xào mình thích mấy người anh em là đam mê gà mình mới chia sẻ thôi. Vậy cũng nhiều người vô comment là bậy bạ quả vậy, thấy anh em là có clip mà nói xàm xàm vậy đó, anh em comment thì khỏi thì mình không có trả lời đâu, mình chửi một bộ mình chửi anh em thôi luôn đó. Thích hết thì khỏi coi, khỏi cho qua đi. Cái vô anh em ngon anh em thử làm clip dạy người ta đi, chỉ người ta đi, người ta chỉ ghét đồ nó vô comment chỉ là bậy tùm bạ không, cũng mang lo là kiếm chuyện là vậy. Nói chung mình hết chia sẻ với anh em là đam mê gà của mình, còn cái thành phần đó mình dẹp bên đi, mình nói về chủ đề là gà bị đá xong bị cựa nè. Cái nhất á, anh em không vỗ hang không giặt con gà, tại vì con gà nhiều khi nó bị cựa mình đâu có biết nó bị sao, bị tức cựa trong mình nó mình đâu có biết cơ nặng mà đâu biết bị sao đâu, cũng như mình sơ cứu không biết cái con gà cũng bị tức cửa chết nữa. Si con gà gió hang xong con gà đứng nó gục từ từ nữa, nhưng khi nó bị tùm lum trên mình giặt nó giặt cái gì mệt, cũng như người bị tai nạn thấy không, để cứu lại bác sĩ người ta đâu có bưng như mình đâu, cho bợ từ để vô băng ca á, còn mình độ bưng dục mẹ anh xe là chở đi à, nó chở đi vậy nó bị nội thương rồi đó mình đâu có biết, giặt lên chở tới bệnh viện chết queo mẹ nè, bác sĩ chửi thêm nào cái gì cũng sao cấp cứu, mình không biết con gà nó bị sao mình đâu có biết đúng không anh em đó, anh em cứ nghe mình đi, con gà đá gì anh em mình vô hang cho bọc cho anh ha, bỏ vô hang anh em cứ để tự nhiên. Nhiều người gà bị ói rồi xúc bầu diều nó, trời ơi con gà đã bị cựa mệt rồi, đủ mà đổ nước vô ẩm nên chút cái đầu xuống con diều hỏi sao chi vậy cho gà mới bầm, trời ơi trời làm sao con gà chết luôn. Cái nhiều con gà mà bị tức cựa đó anh em đâu biết, gà bị cựa nặng anh em đừng cho đọc cánh nhiều, nhiều con nhiều trường hợp anh em mà có vô comment cho mình nha. Trời ơi nhiều con đá xong đồ về vỗ hang, vỗ hang bình thường trên hai ngày sau thả ra đập cánh đục nhảy ăn chết. Đấy, mình thấy rồi, nhiều anh em chưa thấy thì cũng nhiều khi chữ mình nó làm bậy nữa. Đấy, đó là chuyện nó bình thường, gà tức cựa anh em ơi. Với nhiều con đó tan hồi đó mình đá một con gà tình với anh em, với mình đá đúng con gà cọp luôn, con gà nó ăn hai tuần lãi là 15 cái rồi mà con gà mình không biết, mình bắt ngáo mình bị ta dụ xuống rồi đá hơn một sự gai, con gà chưa thấy gà anh em biết nó đá mình nhiều chưa, đá đang bạn 6 mình nặng nó luôn, trong sổ mình đá nó ăn 7 chưa thấy gà trên á, là đó mình đá mình ăn 6 rồi đó. Con gà thấy cho anh em vừa bay ra nạp hai con tùng là chưa trúng cái cựa luôn, nó không bị trên nó gắt xuống đá nặng nặng 5 là bạn mình nó quéo vô lợn gà kia ngã ngang chết rồi, mình thả gà chưa trên lợn gà kia nó quéo vô lợn gà nó ngã nó chết rồi. Thực sự mình đem con gà xác nó về mình mặn thịt ra, người ta nói nó biết hạ từ lễ ăn 15 cái, mình ăn lần cặp ba con mỗi lần mình mẩy nó hôi hẻo dít đầy mình luôn. Mặn thịt xong là mình thử chứ anh em, chứ mặn không có dấu cựa luôn, không có dấu nào hết trơn,
trước cửa chết á. Mấy anh, mấy cái anh nào mà đá gà kiểu đó đó thì học con trâu cũng chết nữa, cặp gì nóc hai ếch eo với cái lưng nữa đó. Xuống bác sĩ mua gà, mấy anh nó chơi vậy đó, xuống bác sĩ bệnh viện rồi đó, kêu mà mổ tôi gà hai cái nách này cặp với nóc vô, cái lưng với nóc vô đó, là mấy cái chỗ chống ngói đó là không chết. Em chơi nhiều anh em cảo bây giờ còn gà hay mà gặp chủ đồng bậy đồng bạ gà cũng đi bụi vậy. Hôm mới đá xong phì gì đó, đưa mổ phì, đưa ta mổ xong cái còn phì nữa, đá tiếp cái đem về bầm tím bầm xanh nữa rồi đá nữa, cứ làm hoài vậy đó. Rồi con gì mà tới nổi anh em, ông thử như mình đi quýnh lộn rồi đồ má bữa nay bị đập bầm dập rồi mới đi quýnh nữa, sao quýnh dám quýnh nhát mình vô để hốn luôn thấm luôn quýu luôn sao đá nữa, quýnh lộn nổi như con gà vậy thôi. Nhiều anh em đá gà mà không hiểu luôn, đá gì đâu mà sổ, gà mới sổ bầm dập trên mời đá mình chạy cái đấu hượng gà bậy bạ chứ. Cái đó là tại mình á chứ không có tại con gà nào trên á, đừng có nói gì cái con gà tại mình á, mình chơi phải hiểu con gà nó như thế nào. Trời sớm mình nè, có thằng bạn kìa gà tre ký 2 phải không, kiếm gà 2 ký 2 ký 3 sổ. Ô mẹ nó làm quy dần gà là con nào cũng sừng gáy, đá xong đá vô đá chạy trên quy dần gà luôn. Nhà ký với kiếm gà ký 7 ký gửi ở sổ nói chi vậy, nó gà lì đá vậy cho con gà lì vậy, vô cửa nó không chạy. Đậu mẹ đá thiệt, nó đá 3 con gà chạy trên nó nuôi với con gà không dám đưa nuôi luôn. Nuôi gà sổ xong gà mình vô thấy đứng nó rút hình rồi, hỏi sổ con gà ký mấy đứng bị cười gì trời, nó không có mấy sổ con gà ký 8 gà có ký 1 mà rồi đá vậy đó, vô cửa đá chạy trên nguyên vàng luôn, gà cọp gà gì đưa nó nuôi là xong vậy đó. Đấy, cũng như cái nhiều anh em nuôi gà vậy đó, lì đậu bữa nay đá xong mơ sổ tan nát gà trên mà nhỏ nó là bự luôn mà sao biết hay dở. Thôi sao chơi vậy cho nó lì, có lì nó không chạy, vô cửa nó không chạy. Thì cái anh em con gà bằng với nhau á, nó vô đá cửa nó khác, nó không chạy nữa nó khác. Còn hỏi con gà với anh em với tứ anh em mất sáu rồi giờ nó quýnh lộn Mỹ ra quýnh không quýnh vô quýnh đó, quýnh hồi cũng chạy chết mẹ luôn chứ quýnh sao lại Mỹ mất sáu quýnh mất 85 mất 9 rồi đó, vô quýnh đi. Mình nó thiệt, con này cũng có nhiều anh em chơi gà sổ giống vậy đó, hỏi chi cho gà lì á. Nuôi gà biết hơn con gà chứ đâu phải làm gì là hay đâu, làm giờ là gà lì không chạy. Nhiều con độ mà hỏi gà có ký lô, hỏi buôn gà cho đá với gà 3 ký luôn không chạy hay lắm. Lô đúng là nó không chạy đó, nhưng mà lúc vô cửa nó ghi mình nó nuôi thời gian nó bãi rồi đâu biết độ, vô cửa nó cấy 2-3 cây là đi mẹ rồi, kêu gà lì không lì bãi rồi lấy gì không chạy. Anh em nuôi gà anh em mới thương gà ha. Thôi mình nói với anh em vậy đó, cái anh em là cứ đá xong anh em bỏ vô cái thùng đi, đổ vô hàng cho bọng cho ngày mai anh em tính bắt về là cho uống thuốc, bỏ vô thùng rồi cắt nước anh em. Trời ơi nhiều con anh em cho uống nước cái lũng màu diều đâu có hay đâu, lũng màu diều nó xì ra rồi ké bọng luôn đó, cắt nước cắt ăn nó bị nặng đó nha. Cho uống thuốc vô là con gà tỉnh rồi, từ từ cho anh em cho anh em xíu lúa rồi chút vậy đó, anh em nó tiêu quá anh em sẽ cho nó ăn dặm từ từ là 3 ngày sau mới cho nó ăn bình thường. Con gà anh em rất là mạnh nha. Rồi chào anh em á, mình nói có cái chia sẻ cho nó đậm đà xíu vậy thôi. Nuôi gà biết thương gà anh em, con gà chứ không phải như chậu bò đâu, mình em cứ ẩm ra sổ muốn đá con nào nó đá con sổ con nào sổ nha. Nó gà bị cười vậy anh em cứ nghe mình đi, quan tâm thì anh em nghe đi, khỏi có làm con gà gì trên, khỏi giặt có bọng gì trên á. Vô hang nó không nó không có bị, nó không bị giống bình thường vậy đó. Nhiều con bị nặng đâu biết, vô hang xong mua ra đứng cung gục cái đầu không à. Nó gà bị bậy bạ vô hang, trời ơi ẩm nó xúc bầu diều nó hỏi ra chi ra trong tăng ở bầm ói đó, xúc bầu diều bỏ muối vô nữa, trời ơi nhiều người làm ghê lắm anh em ơi. Nói chung con gà bị ói bị bọng gì đó anh em cứ đem về bình thường mình đi, anh em sợ nó không tiêu phải không, anh em cho nó uống qua ngày mai mốt anh em thấy nó bình thường cho nó uống nửa muỗng cà phê, nửa muỗng cà phê mật ong cho mình đi. Ủa nó tan nó nỉa nó tan bọng ở trên qua cách nhà lên trốn rồi, bữa nay đá không trốn không qua mời trốn là tan nó tiêu hết chứ nó lại sức nữa anh em. Mật ong là nó cũng bổ mà, nói chung là đồ bổ với dằn luôn á. Có clip gà bị phì á mình bỏ phì cho anh em coi, mình chỉ chân tình luôn đó, là điểm nhắn của mình đó anh em biết mình sao liền à, có gì nó vậy chứ không có chửi tầm bậy tầm bạ. Thôi chào anh em ha.